Hi, chào mọi người. Nay mình quay thành quả từ chiều giờ hy học trồng mấy cái cây của mình. Đây là một anh Sam 86. Sam 86 đợt trước nó như cây thông ha. Cây này tàn nó eo, xong cái tàn nó xây xung quanh như cây thông. Xong rồi cái mình mới thi triển một cái kỹ thuật thật là cao siêu, có nghĩa cắt nước để cho nó ra bông. Thì cắt nước cái dạng như vậy đó, cắt đến nỗi mà khô quá cắt hết luôn, còn có một cành một tàn sắc mạc. Tội em nói ghê, dáng của em nó mình cho nó nghiêng nghiêng ngã ngã với mình cũng không rành bonsai, nhưng mà cứ để cho nó cái dáng nào cho có cái tàn để mai mốt nó trổ bông tím tím là vui. À, cây này mới sắm luôn. Cây này cũng khá là đẹp, đẹp trai. Và cũng cắt nước 2-3 bữa là vàng lá rụng hết rồi đó. 2 bữa. Mới trồng luôn. Cái đế của ảnh cao quá, giờ phải lấy rêu tủ lên. Giờ chỉ cầu mong cho nó ra bông nhiều thôi. Mà không biết cái sa mạc gạo này nó nhiều không nữa. Loại này loại hạt gạo. Cây mới nãy mình quay là cây 86. Cây 86 thì bông nhiều ạ. Cây 86 đợt đó mình trổ rồi. Trổ quá chừng. Anh này ăn hạt gạo này. Nhìn mặt này nhìn vô này. Kia mới sắm đẹp chưa, để mình ngồi góc này nhé. Ăn lên đây hạt gạo luôn, mới về 2-3 bữa nay mà sẵn về đó, mình cho nó khô luôn để cho nó xuống lá luôn cho nó ra bông tết, không biết kịp không. Anh này để coi, anh này cái mặt bên này chứ không, cái mặt bên này đó. Đấy, giống cái cổ thụ chưa. Đẹp, hạt gạo, thân to, gốc to. Gốc to. Rồi cổ tay hơn cổ tay mình luôn. Bộ đế nữa kìa. Sắm được hai anh này cũng thích ghê. Mấy cây này cũng đẹp nữa chứ. Này cũ to ghê, cổ tay nè, á, xương rồng, đó, hạt gạo mà gốc gì rồi cũng bự rồi mọi người. Này không có gì quay bỏ lên mới quay xung quanh được. Này giống cái đa ghê, cái thế này mà có cái rễ mọc xuống là y bài luôn, y cái đan. Là một anh này lão mai này, mai nước mới vừa vô chậu luôn, mới vừa thay chậu thất thì luôn. Chậu Trung Quốc sản xuất, giả bên Nhật gì đó, người bán nói vậy mấy trăm ngàn, 400 ngàn. Mai nước ở ngoài sau kia do cái rau của mình nó nhiều cái chi phối quá, nhìn không được rõ.
À, trồng vô thấy cái trầu này với cái cây này cũng hợp nha. Này. Đấy. Cũng hợp. Cây này mấy nước này mình mua mình chơi tới giờ là hơn 10 năm. Hơn 10 năm. Cổ kính chưa lặt lá rồi, lặt lá cho ra bông tết á. Thay chậu này để coi kiếm cái phân gì bỏ cho nó. Anh chàng này đẹp chưa? Cây này cũng đẹp thiệt. Qua đây. Để bê anh ra đây làm cái đặt ảnh đại diện. Ai cha. Ai cha. Chụp hình tắm. Rồi cho anh vô. Nặng quá. Đó, tạm thời để đó đi. Đẹp chưa? Rồi đây góc lọc dừa. Góc lọc dừa. Góc lọc dừa mình cũng biết sao cho ra hoa nữa. Lá nó bự quá, mình thấy cái gốc thì nó đẹp thiệt. Nhưng mà nó không biết làm sao cho đẹp hơn hay là chơi kiểu gì hay là gì. Mình chỉ có cắt tỉa 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 rồi nhìn gốc thôi. Ví dụ cây linh sam mà còn chờ bông, cây này còn chờ bông, mai nước còn chờ bông. Cây này không biết làm sao cho ra bông. Mà nhỏ gì không biết nó ra bông được không, hình như ra bông được, thấy nhiều người làm cũng hay. Cái này là nguyên cái gốc luôn. Cái này cái rễ ở dưới, chứ còn ở dưới đây không có gốc, dưới đây chỉ có mấy cọng rễ thôi. Con này mình mua cũng gần chục năm rồi. Để rêu phong. Đấy, cái bộ bonsai của mình. Mới lúc đầu sưu tầm được như đó thôi. Sang năm mình sẽ sưu tầm nhiều. Đẹp chưa, gốc này cũng đẹp nè. Chụp gốc này coi. Ây trời. Mà lấy mấy cái đầu gần mấy chút rồi. Ok. Để đằng sau mà nó không có vướng víu gì là đẹp á. Rồi thôi, chào mọi người nha. Quay mọi người mấy cây cho có không khí mà. Mai nồi lan đó. Quá trời quá đất. Quá trời quá đất. Và chim kỳ này. Trầm.